Một căn nhà phố cần gì? Vị trí, diện tích, công năng hay là giá cả? Căn nhà này đều đáp ứng hết. Mọi người cùng khá khám phá nhà này nhé. Và ngôi nhà ngày hôm nay Khá muốn giới thiệu cho mọi người, đây là căn gốc hai mặt tiền và được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Và khác với những ngôi nhà phố khác thì chúng ta chỉ trang trí một mặt dựng thôi, còn đối với căn nhà này chúng ta phải trang trí từ bên góc bên đây cho tới tận góc bên đây. Và mọi người nhìn lên camera, mọi người có thể thấy là rất là nhiều chỉ, và kết hợp vào đó là những cái hệ cột mang đậm tính chất tân cổ điển, thêm vào đó là những cái hệ lan can nhôm đúc. Do đó mọi người có thể thấy được là anh chủ này đã đầu tư rất là nhiều chi phí, vậy nên chúng ta sẽ có một cái mặt tiền hầm hố hơn. Mọi người theo chân Khá đi vào trong. Và ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta với diện tích là 6m4 × 13, được xây dựng kết cấu một trệt, hai lầu sân thượng. Và hiện tại chủ đang chào bán mức giá là 8 tỷ 300 triệu đồng. Mức giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Đây là một căn gốc, do đó cái không gian này là mình phải chừa theo quy cách xây dựng là 2m, bù lại là cái diện tích đây. Tất cả cái không gian đây là của gia đình mình, và mình có thể trồng cây, hoặc là mình có thể kinh doanh những hàng quán, ví dụ như cà phê hay là những cái quán ăn sáng. Vì do đây là căn gốc hai mặt tiền, tiếp giáp hai mặt tiền đường số luôn. Và khu dân cư cho bên trong muốn đi ra ngoài thì phải thông qua cái con đường của nhà mình. Do đó cái vị trí này là kinh doanh là vô cùng phù hợp luôn nha mọi người. Và cái căn gốc thì nó rất là thoáng nha mọi người. Xét về vị trí rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét về mặt công năng. Mọi người có thể thấy là ở đây, cái mặt tiền phía trước đây, mình đi thẳng vô đây là cái khu vực mà để xe ô tô. Và cái không khá để ý thấy là cái khoảng sân trước này và không gian phòng khách được tách biệt với nhau bởi hai bậc tam cấp. Khá để ý thấy đây là chủ nhà ốp đá hoa cương nha mọi người. Và cụ thể đây là đá hoa cương xà cừ tự nhiên á. Qua camera mọi người có thể thấy là cái khu vực phòng khách cũng như là khu vực sinh hoạt chung của gia đình mình thì nó cũng vừa bé bé xinh xinh thôi. Một đây một cái hệ ghế băng dài có thể ngồi được 5-6 thành viên. Và phía bên tay khá chỉ đây là một cái hệ tủ tivi được đặt gọn gàng dưới bậc thang. Anh chủ đã tặng cho mọi người một cái tivi 55 inch luôn nha. Và không gian cuối cùng của căn nhà mình là không gian bếp. Và cái ấn tượng đầu tiên đập vô mắt Khá là nguyên một cái hệ cửa kính nhôm sinh pha, nó rộng như luôn nè mọi người. Ánh sáng lấy trực tiếp từ bên ngoài vô luôn. Vì đây là cái căn gốc mà, thì ban ngày là mình không, chắc chắn là mình không cần phải sử dụng đèn luôn nha. Và phía bên đây thì anh chủ đã làm một cái hệ bếp vẫn theo phong cách tân cổ điển. Mọi người thấy nè, những cái phào chỉ phía bên này nè, rất là chi tiết. Và anh chủ đã lắp hẳn cho mọi người một cái hệ thống tủ khô. Phía bên này còn đã tặng một cái tủ lạnh nữa mọi người. Mọi người có thấy thiếu gì ở không gian này không? Theo Khá là thiếu một cái bàn nha mọi người. Thì tùy theo cái gia đình mình có bao nhiêu thành viên thì để mình mua cái bàn nó phù hợp lại. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, thí dụ mọi người chốt căn này, Khá sẽ bảo anh chủ là tặng cho mọi người một cái bàn phù hợp cho gia đình mình. Và phía đằng sau này vẫn còn cái không gian để mình đặt một cái nhà vệ sinh chung, rất là gọn gàng. Và Khá thấy cũng đã trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị rồi. Và tầng 1 thì được chia thành hai khoảng không gian chức năng. Đầu tiên theo chân Khá đến phòng master. Wow, đây là một căn phòng nó vô cùng rộng nha mọi người. Nó rơi vào khoảng tầm 22m2. Và có thấy đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất, từ giường, kinh size cho tới một cái hệ tủ lớn. Bên đây là có cả một cái bàn trang điểm nữa. Phía bên kia cũng có cái tủ tivi nữa. Mọi người nhìn lên trần á, mọi người thấy là vẫn theo mang theo phong cách tân cổ điển, với những cái phào chỉ chạy đây nè. Tông màu chủ đạo là tông màu trắng, thì việc đánh một cái đèn đao lai từ trên trần màu vàng xuống thì nó làm cho không gian màu sắc chúng ta sẽ được cân bằng trở lại. Và căn phòng này sở hữu hai khoảng ban công, phía bên kia là một khoảng ban công nhỏ, còn bên đây cũng có một cái khoảng ban công nó khá là lớn nha mọi người. Nói chứ nó cũng không có lớn lắm đâu, nó cũng vừa thôi. Và mọi người nhìn xung quanh kìa, đây là một cái khu phân lô đồng bộ, nhà toàn là xây một trệt hai lầu không à, với mật độ dân trí rất là cao. Vì đây là lô căn gốc, mọi người thấy nè, nó lấy sáng từ bên đây, nó dọc trải dài qua bên đây luôn. Bên đây còn có một cái lối ra ban công nhỏ nữa nha mọi người. Và căn phòng này không thể nào thiếu được nhà vệ sinh riêng. Wow, Khá đã thấy được, đã trang bị đầy đủ tất cả thiết bị rồi. Khá rất là thích cái vòi tắm massage này mọi người. Bữa hôm Khá lén trải nghiệm rồi đó, nói chung là nó ổn lắm nha mọi người. Và trước khi đến với không gian phòng thứ hai, mọi người có thể để ý thấy là cái hành lang này là đã được chủ nhà làm rất là chỉnh chu, từ gỗ công nghiệp kết hợp với lại những cái nhựa giả đá. Ở đây còn trang trí một cái bức tranh bình hoa trông khá là đẹp mắt. Và đằng sau cánh cửa này, đây là dẫn đến căn phòng thứ hai của mình. Và căn phòng này Khá thấy cũng theo phong cách thiết kế tân cổ điển, và cũng đã trang bị đầy đủ tất cả nội thất, từ một chiếc giường king size, một tủ lớn, một cái khu vực để bàn trang điểm. Và bên đây mọi người thấy do căn gốc á, cửa sổ phía bên này nè, mà cái phòng thứ hai của mình vẫn có một cái ban công dẫn ra lối này luôn.
Và view là cũng nhìn ra là cái khu dân cư đồng bộ nha. Nhà ta xây một trệt hai lầu sân thượng không á. Và căn phòng này không thể nào thiếu nhà vệ sinh riêng. Wow. Mặc dù đây là căn phòng phía sau thôi nhưng cũng đã trang bị thiết bị, nói chung là nó cũng xịn sò lắm nha mọi người. Và tầng thứ hai thì cũng giống như tầng 1 nên khá lướt qua. Hiện tại khá đang đứng trên sân thượng sau ngôi nhà với nhiều nắng và gió, thì các anh chị có thể phơi giặt ở đây vô cùng thoải mái. Theo lối này mình sẽ bước đây, một cái không gian căn phòng trống này, đây mình có thể set up thành một cái phòng thờ hoặc là một cái nơi tập thể dục tùy theo công năng của gia đình mình thôi. Và theo lối này chúng ta sẽ tiến ra phần sân thượng phía trước. Wow, đây là một cái sân thượng vô cùng mát mẻ luôn rồi. Khá đứng trên đây gió lùa vô nó thoải mái lắm. Và xung quanh đây toàn là nhà cao tầng không à, mọi người thấy không? Nhà ai cũng theo kiến trúc tân cổ điển hết, nhìn nó xa hoa lắm. Và nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên gọi cho Khá ngay để Khá có dịp dẫn mọi người đến để xem trực tiếp tại căn nhà này, để đánh giá xem cái mức giá 8 tỷ 300 triệu đồng nó có phù hợp không. Và Khá xin chào mọi người, hẹn gặp lại vào số tiếp theo.